Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kate Lê Tuyết. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số 91 rất là phức tạp, quý vị là bệnh nhân phi công người Anh. Anh này chỉ mới có 43 tuổi thôi. Trước giờ mấy hôm nay thì lúc dương tính, lúc âm tính. Trước đó thì Tuyết cũng có rất là thắc mắc là anh đã xét nghiệm âm tính nhưng mà tình trạng của anh bị phổi và đang bị tổn thương rất là nặng ở cuống phổi và phải can thiệp ECMO bên ngoài. Và đến ngày 13 tháng 4 thì bệnh nhân phi công người Anh lại dương tính trở lại. Và tại ngày 13 tháng 4 thì bệnh nhân không có sốt, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO. ECMO là cái can thiệp cái hệ thống tuần hoàn oxy bên ngoài cơ thể đó quý vị. Và phải lọc máu liên tục. Tuy nhiên rằng máu của bệnh nhân này bị đông máu, thành ra gây rất là khó khăn cho cái việc lọc máu và điều trị. Hiện tình trạng đông máu của bệnh nhân ít đáp ứng với các loại thuốc hiện có tại thị trường. Bộ Y tế đã đặt mua các loại thuốc đặc trị đông máu từ bên nước ngoài về. Đến ngày 14 tháng 4 thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết rằng kết quả của bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải chạy ECMO can thiệp. Hình ảnh phim phổi X quang cho thấy biểu hiện bị tổn thương phổi của anh nặng hơn, xét nghiệm virus trở lại dương tính dù trước đó đã có 2 ngày âm tính. Ngoài bệnh nhân người Anh số 91 này thì còn có 2 ca cũng khá là nặng khác, là gồm bệnh nhân thứ 20. Tình trạng thì đang diễn biến cũng tốt hơn một tí xíu, và bệnh nhân số 161. Bệnh nhân số 161 này có tiền sử là tai biến xuất huyết não, liệt nửa người và mới được mở khí quản. Và ngày hôm qua là bệnh nhân số 22 cũng có một cái lịch trình diễn biến rất là phức tạp quý vị. Anh này đã điều trị tại Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 3 cho đến ngày 27 tháng 3. Bệnh nhân được xét nghiệm 3 lần âm tính trước khi xuất viện và đã công bố xuất viện tại Đà Nẵng. Sau khi xuất viện thì anh này đã thực hiện cách ly tiếp tục 14 ngày tại Đà Nẵng trước khi anh vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì anh này là người quốc tịch nước ngoài và anh cách ly tại nhà đến ngày 10 tháng 4 thì bệnh nhân này đi cùng một người bạn là bệnh nhân số 23 từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay Việt Nam 125. Nghỉ đêm tại khách sạn trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc ngay tại Bệnh viện Tân Sơn Nhất vào ngày 10 tháng 4. Và đến ngày 11 tháng 4 thì bệnh nhân đã xuất cảnh về Anh rồi. Và kết quả tại thời điểm đó cho thấy là bệnh nhân này dương tính trở lại với bệnh SARS-CoV. Thông tin cho đến nay thì cho thấy trong quá trình lưu trú bệnh nhân không rời khỏi khách sạn. Và từ kết quả dương tính trở lại lần thứ hai của bệnh nhân này thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rà soát và cách ly một số người liên quan tới khách sạn và liên quan tới một số nơi mà ông đã đi từng đến, giống như là ngồi cùng chuyến bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Ôi thật là nó diễn biến phức tạp quá quý vị ơi. Cũng từ cái bệnh nhân số 22 này mà ngành y tế cũng có một cái kinh nghiệm tiếp tục là phải bắt buộc phải theo dõi những trường hợp đã được xuất viện rồi, đã được âm tính rồi nhưng mà vẫn phải theo dõi tiếp tục. Dạ vâng, một diễn biến rất là phức tạp của tình hình dịch bệnh virus corona không có riêng gì ở Việt Nam đâu nha quý vị. Ở Hàn Quốc ngày hôm qua cũng có số liệu thống kê là ít nhất 100 trường hợp đã dương tính trở lại. Nhưng mà không rõ là họ là gọi là tái nhiễm hay là họ nhiễm mới thì mình chưa có biết được, ngành y tế cũng chưa có xác định được. Tại vì cái này nó chưa có thuốc kháng, cũng chưa có thuốc trị. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Kính mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip ạ. Tuyết sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh virus corona. Ai đã nhấn rồi thì mình không phải nhấn nữa ạ. Mình hãy nhấn vào cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên theo dõi clip mới nhất ủng hộ giúp Tuyết nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.